xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay lên Adidas, Amli Adidas đời đầu nha, hàng Mexico đợt đời đầu, tăng phô đồng nha anh em, năm 2007 nha, năm 2007 đến bây giờ, hàng cổ của Adidas. Đây, cho anh em xem nội thất trước nha. Hình thức con máy còn đẹp và linh kiện mạch công suất sò đồ còn zin hết, chưa hai chưa lai nha anh em. Tăng phô tròn dây đồng hả, anh em nào thích cái mẫu âm ly xịn sò đúng chuẩn thì liên hệ em, con này ở Adidas 203 ba la mã e đời là năm 2007. Đây năm 2007 nha. Đó. Tem bọng còn rất là mới. Điện trở 5 dòng màu không nha. Điện trở 5 dòng màu linh kiện. Phải nói là hàng đợt từ năm 2007 đổ về trước. Linh kiện là không bao giờ mình thấy là nó bị mục hay đứt chân nha anh em. Đây nè, 5 màu không nha. Mấy con trở nhỏ nhỏ nè, 5 màu không. Hàng là linh kiện như thế này xài là siêu bền. Đó, dạng nếu 5-10 năm nữa không biết sao, nhưng mà thấy độ bền còn rất là cứng. Máy này chạy tăng phô xiến nè. Đó, cái dây nguồn vô bo này ha. Đó, cụm này là bo nguồn. Và qua hai cái cầu chì nguồn này còn zin luôn nha anh em. Đó, qua hai cầu chì nguồn rồi nắng vô nè. Đó, một cặp tụ này cũng zin theo máy luôn nha. Thì nó ốm khon khon vậy chứ dung lượng em nói là 10.000 web lận. Linh kiện ngày xưa là dung lượng ngon nghe các bạn, độ bền khỏi nói rồi. Đây đó, tụ ốm nhỏ nhỏ nhưng dung lượng 10.000 web, thấy không? Máy này là chạy 8 sò, một vế là 4 con nha, 1, 2, 3, 4, hai bên là 8 con đó. Chúng ta thấy là nó ghi 0207 là con máy này được gáp, cái bo này là năm tháng 2 năm 2007 nha. Ở điện trở như thế này nè, mấy con này là điện trở là vô địch. À, rồi phần nguồn công suất là như thế. Đây chúng ta đến phần rề. Phần rề em nói nha. Tôi là soạn giả phần 1 với sự diễn đọc của có quảng cáo để bỏ qua quảng cáo cái ok ha. Đây phần rề nha anh em, rề zin hết nha. Volume là lên volume KB nha anh em, lên volume xịn hàng Đài Loan, volume mới. Đó, liên lạc hết nha, chở 5 màu đều nhau hết từ trên xuống dưới. Là hàng cổ Adidas đó, bác nào xem thấy thích thì liên hệ em, đánh là lo từ 2 tấc đến 2 tấc rưỡi thôi nha anh em. Hàng bình dân nhưng mà độ bền và tuổi thọ nó lâu, có hàng cổ mà xài bền. Đây công suất 150W một kênh nha, cộng 150W nè, chạy được lo 4 ôm đời đầu. Vỏ là dày, nước sơn siêu tốt hơn cái đời sau rất là nhiều nha. Từ năm 2007 đến bây giờ mà nước sơn chúng ta thấy còn rất là chắc, và cái độ màu sáng của em nó còn đẹp, không bị xuống màu và không bị rỉ sét. Nắp máy đây, đó nắp máy em nói nha. Rồi báo giá luôn, con này tình trạng là ruột đẹp, hát tốt. Nhìn lại cái nữa tổng quan nha. Con này bán giá 1.200.000.
hát má la. Đó. 1.200.000 là còn xài nghe nhạc và karaoke tốt cho một con máy đời đầu tăng phô dây đồng á anh em. Rồi nói chứ bác nào xem thấy hết mẫu này à, nói chung con này là hàng cứng tuyển chọn nha, còn đẹp lâu lâu mới có một con, thì bác nào xem thấy ưng ý và thấy hết con này à, muốn mua về để mà nghe nhạc ghép với lo gia đình 20 hoặc là 25 cm thì liên hệ mình đặt hàng con này 1.200.000 không bao ship. Và mua hàng thì các bác hãy nhớ là đặt cọc tiền trước ít nhất là 300.000 ở mình mới giữ cái con máy lại và mình lên đơn lấy địa chỉ gửi hàng cho các bác nha, tránh trường hợp hứa hẹn không cọc, không hứa hẹn mà mau chiều gì nghe các bạn đó, ví dụ mình hết thì mình cọc liền tay đó, cái đó thì nó rất là thuận lợi cho việc mua bán. Rồi bây giờ em sẽ test eco bản này chạy vẫn là IC2399 nhưng mà hát nhẹ te nha, 2399 nha, có chức năng low net nè. Low net lên là chắc âm nó cũng rất là tốt nha em, bắt chép căng đó. Rồi test echo đây. Lực 1 2 4 alo lực alo 1 2 4 5 6 7 alo 6 7 8 9. Đó tiếng nhẹ nghe. Rồi mic 1 tốt nè, tiếp tục mic số 2 nha anh em. Volume chiếc áp là mình đã hay lên hàng KB Đài Loan, nó dặn ốc phê tốt và bền hết nha. Giảm chép lại tí xíu. Alo 1 2 4 5 6 7 alo lưu 6 7 8 9. Đó tiếng ngọt ngào. Rồi em nói là full chức năng, bác nào xem hết thì liên hệ em để đặt hàng mua hàng ủng hộ cho kênh mình nha. Rồi chân thành cảm ơn em, nhớ đăng ký kênh và like share ủng hộ cho clip của mình nha các bạn. Mình cập nhật sản phẩm liên tục mỗi ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký để đón xem những sản phẩm ngon bổ rẻ và giá cả phải chăng nha. Hàng tuyển chọn không à, y như con này là phải nói là hàng hiếm nha anh em, lâu lâu mới về được một con. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.